Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 10 tháng 2, tức ngày 29 Tết, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng chống COVID-19. Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các nhà tài trợ tặng quà cho xã Yên Phú. Nỗ lực cống hiến của các y bác sĩ chống dịch COVID-19. Ghi nhận ngày đầu thực hiện phong tỏa tại xã Yên Phú. Tác hại của rượu bia. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã đi kiểm tra tiến độ gieo cấy lúa xuân và công tác phòng chống dịch COVID-19. Kiểm tra tiến độ sản xuất nông nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo lấy nước đổ ải, chuẩn bị vật tư và tiến độ gieo cấy vụ xuân của các địa phương. Đặc biệt công tác chuẩn bị cho lễ phát động Tết trồng cây dự kiến diễn ra vào ngày 6 Tết cũng đã được hoàn tất. Đồng chí Trần Quốc Văn yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục tăng cường lấy nước, tích trữ nước dành cho tưới dưỡng lúa xuân, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, chống thất thoát lãng phí nước. Cùng với chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và phòng chống dịch COVID-19, bà con nông dân cần huy động tối đa lực lượng phương tiện để làm đất, gieo cấy lúa, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Mỹ phải bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khẩn trương truy vết đối tượng F1, F2. Đối với trường hợp không hợp tác khai báo, cần có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, huyện Yên Mỹ cần triển khai nhanh việc tổ chức cách ly cho các đối tượng sau truy vết và phải chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu để nhân dân các địa bàn nằm trong diện phong tỏa, cách ly, yên tâm phòng chống dịch. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện có phương án chỉ đạo các địa phương trên địa bàn thực hiện dập dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất. Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và tham quan thực tế nhà máy sản xuất khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Chăm sóc Sức khỏe VZH, xã Tân Tiến, huyện Quái Châu. Được biết trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19 đợt này, công ty VZH đã tặng cho tỉnh Hưng Yên 20.000 chiếc khẩu trang. Sau đây là chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay, chỉ thị nhấn mạnh. Để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lây lan trên diện rộng kéo dài, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu. 1. Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban đảng tỉnh, các huyện thị, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, giảm thiểu số ca mắc mới, sự lây lan bùng phát trên diện rộng. Nhanh chóng khoanh vùng dập dịch là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách hiện nay của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, các cấp các ngành địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương các cấp có ca nhiễm trong cộng đồng chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn mình. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, đơn vị, lực lượng vũ trang chịu trách nhiệm tổ chức phòng chống dịch hiệu quả trong cơ quan đơn vị mình và chịu trách nhiệm phòng chống dịch theo lĩnh vực địa bàn các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 2. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ người từ nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép và người dân của tỉnh trở về từ vùng có dịch để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan chức năng tập trung nguồn lực kịp thời hỗ trợ các địa phương có người nhiễm COVID-19, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, chủ động các phương án kịch bản để xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Tập trung nhân lực, quyết liệt đẩy nhanh tối đa tốc độ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khoanh vùng dập dịch, điều trị tích cực theo phương châm, xét nghiệm phải nhanh nhất, truy vết phải thần tốc và triệt để. Chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hoặc khai báo y tế không đầy đủ, không trung thực theo đúng quy định của pháp luật. 3. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh bám sát các chỉ đạo của Trung ương và diễn biến dịch bệnh ở tỉnh, quyết liệt chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế, các đơn vị là lực lượng liên quan phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không được lơ là, chủ quan, tập trung phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc 4 tại chỗ. 4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng có các hình thức phù hợp phát động phong trào trong nhân dân về phòng chống dịch, đồng thời tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe. 5. Ban tuyên giáo, cấp ủy các cấp, Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch để người dân đề cao cảnh giác hơn nữa, tăng cường ý thức trách nhiệm, có thái độ, hành vi tích cực phù hợp với tình huống cấp bách về dịch hiện nay, không hoang mang, lo lắng, trung thực trong khai báo y tế, tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền, ngành y tế và lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Duy Hưng. Sáng nay, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm tặng quà cho xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, địa phương đang có dịch COVID-19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 2 tấn gạo, 36 triệu đồng cho các hộ nghèo xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Đại diện lãnh đạo xã đã tiếp nhận để truyền đến tận tay các hộ nghèo trên địa bàn xã. Đồng chí Quách Thị Hương lưu ý, xã Yên Phú cần thực hiện nghiêm quy định phong tỏa, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chúc cán bộ, nhân dân xã vui Tết đón xuân đầm ấm, an toàn trong tình hình mới của dịch bệnh. Nhằm chung tay cùng địa phương chống dịch, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe VZH tặng huyện Yên Mỹ và xã Yên Phú 10.000 khẩu trang, tặng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố 10.000 khẩu trang. Một số người dân địa phương ủng hộ xã Yên Phú 5.000 khẩu trang, 300 chai nước rửa tay. Cũng trong buổi sáng nay, huyện Yên Mỹ tiếp nhận lương thực, thực phẩm, vật tư y tế do một số đơn vị trao tặng để phòng chống dịch, gồm khẩu trang, nước rửa tay và gạo. Trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch. Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Ban chỉ đạo Công an tỉnh đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Công an huyện Yên Mỹ, Khoái Châu đã phối hợp rà soát, xác minh các trường hợp có liên quan, tham mưu Ban chỉ đạo huyện để lập chốt cách ly, khoanh vùng khi có kết quả xét nghiệm chính thức. Đến nay, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 21 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại 6 trên 10 huyện, thị xã có tuyến đường nối với các địa phương có dịch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Hôm nay đã là 29 Tết, khác với nhiều người đang tất bật chuẩn bị sửa soạn đón Tết cùng gia đình, thì tại các đơn vị y tế trong tỉnh, hàng trăm chiến sĩ áo trắng vẫn miệt mài, nỗ lực, quên mình ngày đêm cống hiến với tinh thần quyết liệt phòng chống COVID-19. Trong đợt chống dịch này, ngay sau khi xuất hiện ca dương tính đầu tiên tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, y sĩ Lê Văn Tuệ, công tác tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ nhanh chóng nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện. Từ chiều tối ngày 27 Tết, cùng với một kỹ thuật viên, y sĩ Tuệ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi sức khỏe y tế của 41 trường hợp F1 có liên quan đến bệnh nhân 2060. Chúng tôi ở bên này thì lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu, mong muốn được mọi người dân cùng đồng hành với chúng tôi, cùng đảm bảo được vệ sinh, nên đi ra ngoài thì nên đeo khẩu trang. Hãy tiếp xúc với người thì tiếp xúc cách xa khoảng 2 mét để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. do đây là đơn vị duy nhất trong thời điểm này trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được công nhận xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, nên để có kết quả xét nghiệm chính xác và nhanh nhất thì đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phải làm việc cả ngày lẫn đêm và đương nhiên không khó tránh khỏi việc lỡ hẹn đón Tết cùng với gia đình. Những ngày này, cán bộ nhân viên y tế tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang làm việc hết công suất. Cao điểm có hàng trăm mẫu xét nghiệm một ngày với áp lực khẩn trương thông báo kết quả để ban chỉ đạo tỉnh kịp thời có biện pháp chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án phòng chống dịch. Cán bộ chiến sĩ nhân viên y tế tại trung tâm đã và đang đóng góp một phần không nhỏ trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tôi đã huy động toàn bộ lực lượng, đặc biệt là khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm và khoa xét nghiệm phải tập trung 100% cán bộ để tham gia vừa điều tra yếu tố dịch tễ của bệnh, vừa có cái kết quả xét nghiệm sớm nhất. Có những cán bộ ở khoa xét nghiệm của chúng tôi cả tuần nay là cũng chưa được về gặp người thân, biết hy sinh những các cái công việc riêng của gia đình để làm cái việc chung. Trừ Tết là công việc thường xuyên của các y, bác sĩ, song năm nay công việc ấy có nhiều đặc biệt. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì ngành y tế tiếp tục là những chiến sĩ tiên phong công bình chống dịch. Sự hy sinh thầm lặng ấy luôn luôn được cả xã hội trân trọng và tôn vinh. Trước tình hình trên địa bàn xuất hiện 3 bệnh nhân COVID-19, thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ 14 giờ chiều 9 tháng 2, huyện Yên Mỹ bắt đầu tiến hành phong tỏa toàn bộ xã Yên Phú. Đây là biện pháp quyết liệt để khoanh vùng dập dịch, ghi nhận về ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa trên địa bàn xã Yên Phú. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây là chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực phong tỏa xã Yên Phú. Với những hình ảnh do cộng tác viên của chúng tôi gửi ra, trong khu vực xã Yên Phú thì cuộc sống của người dân nơi đây vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện mới. Chốt kiểm soát tại thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ trong sáng 29 Tết. Đây là địa bàn sinh sống của bệnh nhân 2060, 2062 và 2063. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, việc trao đổi hàng hóa, vật dụng ra vào thôn chỉ được thực hiện như thế này. Ngày 29 Tết, dẫu có phong tỏa cách ly, nhưng Tết với những người dân thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú vẫn phải đầy đủ bánh chưng, mâm ngũ quả, cành đào. Dù nó hơi buồn hơn một tí là mình không được đi gọi đi chơi, hay là đi chúc Tết gia đình cũng như là đi lễ chùa, nhưng mà dù sao là sau một cái năm dịch như này thì mình sẽ cần phải ý thức nhiều hơn. Dịch bệnh này thì trong xã, trong thôn có gì thì mình dùng thế thôi. Trước hết là mình giữ gìn cho bản thân mình và gia đình và cho cộng đồng. Yên Phú là xã lớn với trên 4.000 hộ và trên 15.000 nhân khẩu. Để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian phong tỏa, sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã thành lập điểm cung cấp các loại gạo, rau, củ quả, thịt bò, thịt lợn có nguồn gốc từ các đơn vị uy tín, đảm bảo chất lượng và bình ổn giá. Cái tư tưởng và cái của người dân ở trong địa bàn xã thì nhân dân nói chung là ổn định, cũng chấp hành mọi các cái công tác phòng chống dịch. Bên cạnh việc đảm bảo đời sống bình thường, xã Yên Phú tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch. Xã thành lập 70 tổ tuyên truyền, mỗi tổ tiếp tục thực hiện truy vết các trường hợp liên quan đến 3 bệnh nhân COVID-19 ở thôn Từ Hồ và tổ chức lấy mẫu diện rộng. Đến nay, ngoài 3 bệnh nhân trên, chưa ghi nhận thêm ca dương tính trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải vừa có công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác vận tải khách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách, bến xe thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác vận tải khách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau. Tạm dừng hoạt động vận tải khách công cộng, đường bộ, đường thủy đi và đến huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu kể từ 0 giờ 00 phút ngày 10 tháng 2 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc thực sự cần thiết, hạn chế tối đa hoạt động phương tiện cá nhân. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động vận tải khách công cộng trên địa bàn Krongpa thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai và ngược lại. Tạm dừng hoạt động vận tải khách, đường bộ, đường thủy từ Hưng Yên đi hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại, chấp hành nghiêm quy định của hai địa phương nơi có dịch bệnh. Đối với các tuyến vận tải khách đi và đến các vùng dịch, hạn chế vận chuyển khách trên phương tiện giao thông công cộng trong quá trình hoạt động phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. Tổng kết thành tích sản xuất năm 2020, Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Lâm trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào là doanh nghiệp may có mức thưởng Tết cho người lao động cao nhất tỉnh. Công ty có hơn 2.400 công nhân, mức thưởng Tết Tân Sửu 2021 đạt bình quân 31 triệu đồng, trong đó 40% công nhân có mức thưởng từ 30 triệu đồng trở lên, 30% công nhân có mức thưởng từ 25 đến 30 triệu đồng, còn lại mức thưởng từ 10 đến 25 triệu đồng. Cùng với đó, trong dịp Tết, công ty còn tặng nhiều phần quà có giá trị cho người lao động và tổ chức xe đưa công nhân ở xa thuộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Hà Tĩnh về quê ăn Tết. Năm 2021, công ty có kế hoạch đưa vào hoạt động cơ sở 2 thuộc xã Dân Tiến, huyện Quai Châu, tạo việc làm mới cho từ 500 đến 700 lao động. Thưa quý vị và các bạn, xuân này thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang đón Tết với một diện mạo hoàn toàn mới. Đây là một trong 7 thôn của huyện Văn Giang vừa được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Về thôn Hoàng Trạch những ngày giáp Tết sẽ được chứng kiến không khí sôi động tại cánh đồng trồng quất cảnh của thôn. Phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ quan trọng khi thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thực hiện nhiệm vụ này, nhân dân trong thôn đã tập trung phát triển nghề trồng quất cảnh, tìm cách nâng cao chất lượng mẫu mã của cây quất. Năm 2020, giá trị trên 1 hectare canh tác của thôn đạt 560 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng. Nhân dân trong thôn phấn khởi vì dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đến ngày 27 Tết, hầu hết các diện tích quất cảnh của địa phương đã được bán hết. Rất là mừng cây cối của bà con nối xóm của thôn Hoàng Trạch bây giờ đã tạm ổn đến 95% rồi, và cho giờ phút này là chắc chắn là thôi dù thế nào chăng nữa thì ăn một cái Tết rất là mừng. Thôn Hoàng Trạch có hơn 500 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu. Thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân trong thôn đã đồng thuận hiến đất mở rộng đường, giúp việc lưu thông hàng hóa được thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa. Việc được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu khiến niềm vui ngày Tết của nhân dân trong thôn được nhân lên. Nhân dân mà Hoàng Trạch chúng tôi là có quyết tâm rất cao, tức là nhân dân đồng thuận và đồng tình. Tức là nếu như ngoài đồng là hiến đất để mở đường, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, mà trong làng là hiến đất để làm đường mở rộng giao thông, phục vụ đi lại cho nhân dân. Và cái đó là nhân dân được hưởng thụ và hưởng lợi. Chúng tôi cũng luôn xác định là tiếp tục phát triển. Ngoài việc mà phát triển kinh tế xã hội ra thì cần tiếp tục cùng với Đảng, chính quyền xã là hưởng ứng để chống với Covid, làm sao mà cho đón Tết của nhân dân thật là yên vui và tốt đẹp. Thôn Hoàng Trạch được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ tạo tiền đề vững chắc để xã Mễ Sở phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị loại 4. Qua ghi nhận thị trường hoa cây cảnh thực phẩm tại thành phố Hưng Yên ngày 29 Tết, ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời tiết nắng ấm mặc dù nhu cầu mua sắm và giá cả một số mặt hàng tăng hơn ngày bình thường, song do nguồn cung dồi dào nên không có tình trạng khan hiếm hàng. Mặc dù sức mua tăng gấp 2, gấp 3 lần những ngày thường, song giá các loại hoa cây cảnh vẫn giữ ở mức ổn định. Thậm chí, có những mặt hàng người bán đã bắt đầu giảm giá. Mỗi cành cây đào, cây quất đẹp có giá trung bình từ 300 đến hơn 1 triệu đồng. Hoa ly, hoa địa lan có nhiều mức giá để người mua lựa chọn từ 250.000 đồng đến gần 2 triệu đồng trên 1 chậu. Các loại quả phục vụ lễ cúng như dưa hấu, bưởi, chuối, cam, táo tăng từ 10 đến 50%. Rau củ tăng mạnh. So với ngày thường, có mặt hàng tăng giá gấp đôi như súp lơ 10.000 đồng trên 1 cây, rau cần từ 12 đến 15.000 đồng trên 1 kg, tu hào, bắp cải, cà chua, rau ăn lá tăng nhẹ. Cùng với đó, một số mặt hàng khác như thịt lợn, gà, thịt bò giá vẫn ổn định hoặc tăng giá không đáng kể từ 5 đến 10%. Nhìn chung, các hàng hóa dồi dào phong phú giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn trong việc mua sắm. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về sự nguy hại khi lạm dụng rượu bia, nhưng không ít người vẫn cứ chìm đắm trong ma men và coi nó như một thói quen khó bỏ. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp là những cuộc nhậu quá đà, chè chén, say sưa gây nhiều hệ lụy đối với sức khỏe. Hình ảnh anh M trong tình trạng say rượu, đi không vững, từ lâu đã không còn xa lạ đối với người dân xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Chỉ vì nghiện rượu mà cơ thể của anh rất yếu, chân tay run lẩy bẩy, mất khả năng lao động. Trên người có hàng chục vết sẹo của những lần đánh nhau, ngã xe trong cơn say. Đúng là rượu nó cướp đi tôi mất hết rồi, không còn cái gì nữa. Vợ thì bỏ, nói chung là rượu nó làm cho con người ta mất hết cái tính người rồi. Những người nó khó chịu, chỉ buồn nôn. Đấy, trên tay nó cứ run hết như này. Hiện cái nhà cũng có quét được đâu. Anh M chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp đang sống cuộc đời không lối thoát vì nghiện rượu. Sử dụng rượu bia quá mức làm cho con người mất khả năng kiểm soát hành vi, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự và tai nạn giao thông. Rượu bia gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là gan, tụy, dạ dày, tim mạch và thần kinh. Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên mỗi năm tiếp nhận từ 700 đến 800 trường hợp loạn thần do say rượu, chiếm trên 1/3 tổng số bệnh nhân điều trị. Số lượng bệnh nhân không ngừng tăng lên từ 10 đến 15% mỗi năm. Tôi đã vào đây 3 lần do uống rượu say rồi. Hôm nay mình có cưới của em, chúc nhau nhiều nên chúng bị say. Cũng khoảng nó kích thích là ăn không ăn được, ăn ít. Thế là cái thứ hai là nói năng thì nó không chuẩn chỉ được. Nạp dụng rượu và nghiện rượu ảnh hưởng đến cơ thể, đến các cơ quan về tiêu hóa, nội tiết và thần kinh, tim mạch, đặc biệt là ảnh hưởng đến về thần kinh với các biểu hiện như là các triệu chứng như là đập phá đồ đạc, đấy, chân tay run, mất ngủ, đấy, có những hoang tưởng ảo giác, đấy, đặc biệt là những hoang tưởng như là hoang tưởng ghen tuông, ảo giác thì nhìn thấy ma vào nhà, nhìn thấy côn trùng bò trên da, đấy, bệnh nhân kích động, đập phá đồ đạc, thậm chí là chém giết người. Vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng về vụ ngộ độc rượu của cơ sở sản xuất đất lúa xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, khiến 1 người chết và 6 người bị ngộ độc methanol. Tình trạng rượu giả và bằng cồn công nghiệp gây ra tác hại khôn lường cho sức khỏe và rất khó kiểm soát. Vì vậy, mỗi người chỉ nên lựa chọn rượu bia ở những cơ sở uy tín và sử dụng một cách có chừng mực để những ngày Tết thực sự là ngày vui sum họp gia đình. Những ca khúc đầy tự hào về quê mình phố Hiến. Người Hưng Yên cầm đến quả nhãn là nhớ đến quê hương, mà cầm đến quả nhãn là nhớ đến cội nguồn. Đấy, nó quý nhất ở cái chỗ ấy, có quả nhãn của quê hương, coi như là cái mạch sống nó trở lại với mình. Tất cả sẽ có trong chương trình đặc biệt Chào Xuân Tân Sửu 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên với chủ đề Quê mình phố Hiến. Với những khách mời ấn tượng, chương trình đặc biệt Quê mình phố Hiến sẽ phát sóng vào lúc 20h15 thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021, tức 29 Tết Tân Sửu, trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đây là chương trình giao lưu đặc biệt Chào Xuân Tân Sửu được dàn dựng công phu với sự góp mặt của những khách mời ấn tượng và những màn biểu diễn đặc sắc đậm đà bản sắc dân tộc kết hợp với những khúc ca rộn ràng sắc xuân. Tất cả sẽ có trong chương trình giao lưu Quê mình phố Hiến sẽ được phát sóng ngay sau chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.